Xin chào anh em, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem qua chiếc Acer Nitro 5. Đây là một chiếc laptop chơi game ở phân khúc tầm trung khá là mới của Acer. Chiếc máy này thì được nhiều anh em hỏi liệu nó có đáng mua ở cái phân khúc giá 20 triệu hay không. Và hôm nay thì trong video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm câu trả lời. Đây là thiết kế bên ngoài của Acer Nitro 5. Và anh em có thể thấy là nó có một cái thiết kế khá là mới, bởi vì cái dòng Nitro của Acer trước đây thì toàn là những cái máy có thiết kế văn phòng, chẳng hạn như là dòng V15 hay là V17. Tuy nhiên thì nó mang một cái cấu hình khá là tốt để chúng ta có thể giải trí cao cấp. Thì Nitro 5 nó mang một thiết kế mới, nó vay mượn cái thiết kế từ cái dòng Predator cũng như là cái dòng Acer Aspire VF5 mà trước đây mình có làm review. Chiếc máy này thì khá là hầm hố. Cái mặt này thì được làm bằng nhựa chứ không phải là bằng kim loại nha. Nhưng mà nó được hoàn thiện dạng giống như là nhôm phay xước, và cái bề mặt này nó khá là láng mịn và cảm giác sờ vào rất là thích. Tuy nhiên là bằng nhựa, thành ra anh em cần phải bảo quản nó kỹ hơn để tránh làm chày. Ngoài ra một cái điểm thiết kế là điểm nhấn trên chiếc Acer Nitro 5 này đó là cái hốc tản nhiệt. Cái hệ thống hốc tản nhiệt này thì nó gồm các lá điều hướng, nó làm khá là hầm hố giống như là cái dòng Predator. Tuy nhiên thì chỉ có một bên này thôi, tức là hệ thống tản nhiệt nằm bên này thôi, còn lại bên này nó được bít kín. Cái thiết kế đáy của Acer Nitro 5 thì nó rất là tiện để mà chúng ta có thể nâng cấp khi chúng ta có hai cái nắp như thế này, mở bằng một ốc thôi để có thể truy xuất vào cái ổ cứng 2.5 inch cũng như là các cái khe RAM. Ở đây thì có hai khe RAM, chúng ta có thể nâng cấp lên tối đa 32GB. Thì trên máy này có gắn sẵn một cái cây RAM DDR4 8GB. Còn về trọng lượng và cái độ dày thì cái máy này nhìn là một cái chiếc máy chơi game, là nó khá là dày. Nó dày khoảng 2.7cm và cái trọng lượng cũng là 2.7kg luôn. Thì tại với cái độ dày này thì tại các cạnh máy chúng ta đều có các cái cổng kết nối với kích thước tiêu chuẩn. Thì trên Acer Nitro 5 chúng ta có khá là đầy đủ với ba cổng USB, trong đó có hai cổng USB 2.0. Đây là một cái trang bị đáng lẽ ra không nên xuất hiện trên một cái máy ở năm 2017. Tuy nhiên thì để cắt giảm về chi phí thì Acer thường cũng như là nhiều hãng khác thường trang bị những cổng USB 2.0. Ngoài ra thì có cổng USB 3.0 ở bên cạnh trái này, và một cái cổng USB-C và HDMI cũng như là khe đọc thẻ SD và cổng LAN. Như vậy thì cũng khá là đầy đủ chúng ta có thể sử dụng. Và đây là nội thất của chiếc Nitro 5. Thì chúng ta có thể thấy là một cái kiểu hoàn thiện rất là quen thuộc trên những cái dòng laptop chơi game gần đây của Acer. Với cái lớp vỏ này thì cũng được làm bằng nhựa và màu đen, và cái bề mặt này cũng được làm khá là mịn. Tuy nhiên thì nó bám rất là nhiều vân tay, và nếu những anh em nào mà hơi bị mồ hôi tay thì sẽ cảm thấy hơi khó chịu khi sử dụng cái bề mặt này. Chúng ta có một cái màn hình 15.6 inch và dùng cái tấm nền IPS. Thì cái tấm nền này có chất lượng thì ở tầm trung thôi, với cái độ bao phủ giải màu, giải màu cũng không quá lớn. Chẳng hạn như cái giải sRGB thì vào khoảng 66%. Thì với cái chất lượng hình ảnh của tấm nền này thì chúng ta có thể giải trí với phim ảnh, với game. Tuy nhiên thì để chỉnh sửa ảnh cao cấp thì tất nhiên là không được. Một cái điểm đáng khen trên cái màn hình này đó là nó có cái độ tương phản khá cao, và cái độ sáng của nó vào khoảng đâu 283 nits. Thì cái độ sáng này nó vừa đủ để chúng ta có thể sử dụng trong cái điều kiện ánh sáng ở bên ngoài trời. Và là tấm nền IPS cùng với cái lớp phủ mắt, thành ra là góc quan sát nó khá là rộng, và khi sử dụng ngoài trời thì nó cũng hạn chế được cái tình trạng phản chiếu phần nào. Nitro 5 được trang bị một cái bàn phím full size với layout quen thuộc của Acer, và bàn phím này có cái trải nghiệm gõ rất là thích tay. Một phần là vì cái hành trình của nó vào khoảng 1.6mm. Tiếp theo đó là các cái phím chính thì nó vẫn giữ nguyên kích thước là 15x15mm. Thành ra thì khi chúng ta gõ thì cái tỷ lệ sai sót cũng ít đi. Kèm theo đó thì cái xương phím cũng như là cái bọt cao su bên dưới thì nó khá là nảy lên, với cái độ nảy rất là cao, là như mà chúng ta có thể gõ một cách tự tin và chính xác hơn trên bàn phím này. Như anh em có thể thấy thì bàn phím có đèn nền, đèn backlit màu đỏ, và nó chỉ có một chế độ sáng như thế này thôi, chỉ có bật và tắt, không có chỉnh tăng giảm sáng được. Ngoài ra thì cụm phím WASD thì cũng được làm cái viền màu đỏ để dễ định hướng khi chúng ta chơi game. Về phần bàn rê thì cái bàn rê này có kích thước khá là lớn, và nó là bàn rê đa điểm. Bàn rê cũng dùng cái driver Microsoft Vision Touchpad, thành ra là với các thao tác đa điểm thì cái bàn rê này thì nó rất là mượt mà. Tuy nhiên thì hai phím chuột nó được làm khá là mềm, và nó tích hợp bên dưới bàn rê qua thời gian sử dụng thì chúng ta nhấn nhiều thì nó sẽ bị lún. Đó là một cái điều không thể tránh khỏi trên những cái bàn rê của những cái chiếc máy giá như thế này. Về cấu hình thì Nitro 5 có khá là nhiều chọn cấu hình. Cái phiên bản mà mình đánh giá cho anh em là cái phiên bản có cấu hình cơ bản nhất, với CPU Core i5-7300HQ. Đây là một con CPU dòng Kaby-Lake và 4x4 luôn. Nó có cái xung nhịp tối đa là 3.5GHz Turbo Boost. Tuy nhiên thì đối với khi chạy 4x thì xung nhịp tối đa của nó chỉ là 3.1GHz thôi. Ngoài ra chúng ta có 8GB RAM và cái ổ cứng là ổ cứng cơ 1T WD Blue 5400 vòng. Các đồ họa sử dụng trên chiếc máy này đó là card GTX 1050 và là cái phiên bản chỉ có 2GB bộ nhớ DDR5.
Trong khi đa số những cái chiếc máy trong cùng cái tầm giá này hoặc là mắc hơn một chút xíu thì đã dùng cái phiên bản có 4GB. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử qua một cái game để xem cái khả năng xử lý đồ họa của cái chiếc máy này tới đâu. Mình thử nghiệm với cái game Doom và thiết lập đồ họa ở đây là medium, toàn bộ mình để medium với cái khử răng cưa chỉ là 2x thôi. Đó, thì khung hình có thể đạt được với cái game này thì nó trên 60. Trung bình là từ 5 mấy tới 64. Mỗi game khác là The Witcher 3, ở đây thì mình chọn cái thiết lập đồ họa là tất cả đều là low hết để giữ cái khung hình trên 60. Thực ra với cái game này thì anh em có thể chơi khung hình trên 30 là được rồi, nhưng mình muốn thử xem khả năng của nó tới đâu. Thì ở đây low và post processing đều là low. Thì cái tỷ lệ khung hình của cái game này như thế nào? Anh em có thể thấy là mình đang để một cái điện thoại với cái phần mềm Logitech Array Control để đo cái nhiệt độ của CPU, của GPU cũng như là cái tỷ lệ chiếm dụng tài nguyên của hệ thống theo thời gian thực. Và mình thấy là cái máy này vận hành rất là mát, với CPU hiện tại thì vào khoảng 6 mấy độ thôi. Thực ra thì khi mình chơi game cũng như là chơi rất lâu thì CPU, nhiệt độ CPU thì thường không quá 75 độ C, trong khi đó thì GPU cũng rất là mát mẻ, nó vào khoảng 65 độ C nếu mà stress test. Đó, đây thì The Witcher 3 và cái khung hình nó hiện tại thì cũng đạt khoảng đâu là 60. Tuy nhiên thì 1050 cùng với 2GB bộ nhớ Graden 5 thì nó sẽ không mang lại được cái trải nghiệm tốt nhất với cái tựa game này. Bởi vì The Witcher 3 là một cái tựa game có rất là nhiều cái chi tiết được đồ họa rất là tinh vi, chẳng hạn như là tóc rồi những cái chi tiết cỏ kiết này kia, thì nó sẽ cần một cái vi xử lý đồ họa mạnh hơn để chúng ta có thể trải nghiệm cái game này tốt hơn. Bây giờ thì mình sẽ cho anh em xem về cái nội thất của chiếc máy này. Về cơ bản thì pin là pin tích hợp và pin này có cái dung lượng là 48 Wh. Thì mình thử nghiệm với cục pin này thì nếu sử dụng làm văn phòng thì vào khoảng đâu rồi gần 3 tiếng, và chơi game thì tất nhiên là phải cắm nguồn vào. Chơi bằng pin thì chỉ được khoảng đâu 45 phút là hết rồi. Cái tới đó thì chúng ta có hệ thống tản nhiệt khá là hầm hố. Hệ thống này thì mình nghĩ là nó tốt hơn khá là nhiều so với những cái chiếc máy cùng tầm giá. Thì nó gồm có hai cái ống đồng đi CPU và GPU ở đây, và nó đi chung với nhau đi ra một cái hệ thống heat sink rất là lớn. Hệ thống heat sink này gồm có rất nhiều các lá nhôm chi chít và hai quạt có kích thước gần như là bằng nhau. Như vậy thì cái khả năng tản nhiệt của chiếc máy này tốt hơn rất là nhiều. Và cùng với phiên bản Core i5 thì anh em sẽ thấy là nhiệt độ của CPU như hôm nãy mình đang chơi game thì nó chỉ vào khoảng đâu là 7 mấy độ C thôi. Và GPU thì rất là mát, khoảng 6 mấy độ. À, ở đây chúng ta có thêm một cái khe M2. Như vậy chiếc máy này có thể gắn được ổ M2 SSD. Đây là khe M2. Chúng ta gắn vào cái SSD sẽ nằm ở đây. Nó có sẵn một ốc chờ, chúng ta bắt vào. Thì cái ổ SSD này nó chỉ hỗ trợ cái dạng M2 SATA chứ không phải là NVMe. Thành ra là anh em nếu mà muốn nâng cấp lưu ý mua dòng ổ M2 SATA. Và ở đây chúng ta cũng có hai loa. Thì hệ thống loa này lúc nãy mình có test game thì anh em có thể nghe được. Thì âm thanh đầu ra là vào khoảng 75 dB. Cái mức âm thanh đầu ra cũng khá là lớn. Và cái tiếng track nó khá tốt, nhưng thì bass thì không có. Đây là một đặc điểm chung trên những cái chiếc loa laptop. Như vậy là mình đã giới thiệu khá là chi tiết cho anh em về chiếc Acer Nitro 5 này. Thì chiếc máy có nhiều tùy chọn cấu hình, có cả i5 và i7. Thì phiên bản i5 này có mức giá mình xem trên một số các đại lý thì nó vào khoảng đâu là 20 triệu. Thì mức giá này thì chúng ta có i5 rồi cả GTX 1050 2GB, rồi thiết kế cũng khá là đẹp, màn hình IPS và phần cứng được hoàn thiện khá là chất lượng. Tuy nhiên thì bên cạnh những cái ưu điểm đó thì cũng có thể xét tới một số cái yếu tố để khiến cho chiếc Acer Nitro 5 này trở nên hợp túi tiền hơn, xứng đáng hơn. Đầu tiên có thể nói là cái lớp vỏ này, mặc dù nó được làm rất là chắc chắn, nhưng mà mình nghĩ Acer nên trang bị cho nó một cái vỏ bằng nhôm, ít nhất là một mặt nhôm thế này thì nó chiếc máy sẽ trở nên cao cấp hơn. Thêm vào đó thì những cái yếu tố, chẳng hạn như là yếu tố mà mình nghĩ là Acer nên nâng cấp nhất, đó là trang bị cho nó một cái ổ M2 SSD sẵn, kèm theo đó là cái phiên bản card GTX 1050 4GB thay vì 2GB. Bởi vì 4GB thì chúng ta sẽ chơi game tốt hơn nhiều so với cái phiên bản 2GB này mà anh em đã thể thấy trong cái phần đánh giá game của mình. Cảm ơn em đã xem video.